tanker, một đội hình truyền thống mà OMG được dùng với tanker khu vực đường trên. Rừng cũng là một kiểu tanker có khả năng mở ở khu vực đường giữa là một hùng pháp sư, và khu vực hỗ trợ cộng với khu vực đường dưới là AD carry cộng với một hỗ trợ có khả năng chống chịu cộng với khả năng cover tối đa cho đồng đội của mình. Và cái quan trọng hơn, đội hình của OMG họ không có bị tù, tức là ở trước đó trong ba sự lựa chọn đầu tiên họ có tổng quan trọng sẽ giúp cho bên phía của OMG có được lợi thế. Còn bây giờ thì bên phía của Zidong tạm thời xét về mặt đi đường họ vẫn đang làm ổn, nhưng khu vực trên Sanji anh ta mất tốc biến nhưng vẫn bị làm choáng, và một cú hắc ám thành công đã bị có được mạng chỉ công đầu. Cái quyết định từ đầu đến từ 369 nó rất đúng. Hãy nhìn cái nhiều khả năng anh ta sẽ không phải ở trong cái thế quá khó như vậy. Bây giờ cấp độ 6 đến từ Sanji có thể gặp áp lực nha. Ở phía sau lưng của Sanji đó chỉ là Aki, chỉ mới có cấp độ 5 mà thôi. Bây giờ 369 đang chưa có cấp độ 6, tông thẳng vào 369 nằm xuống ngay lập tức. Aki có được mạng gục và tấn công rất thuận lợi đến từ phía của OMG, và họ gỡ lại được lợi thế ở khu vực đường trên. Chưa kể đó, đây là quy đính đẩy vào trụ và bản thân 369 thì lại không có dịch chuyển. Thế đẹp để cho Jingdong Gaming có thể có được con sứ giả trên đất này mà không hề lo ngại sẽ có sự góp mặt đến từ Sanji. Sanji có không thể cản phá, nhưng vấn đề lớn là hồi nãy có quay đẩy vô, đó khiến cho bây giờ anh ta đang rất chậm trong việc di chuyển ra cùng với những người đồng đội kiểm soát được. Ôi, như vậy là lên, tức là nếu như mà OMG họ bỏ con rồng để họ lấy con bùa xanh của khu vực rừng đối thủ, tôi nghĩ Kanavi hài lòng với chuyện đó. Họ sẽ có được con rồng đầu tiên thì nó quá thuận lợi dành cho họ, tuy nhiên mà nó mục tiêu lớn. Rất muốn thả con sứ giả ra khu vực đường giữa, liên tục là hai pha di chuyển ra đường giữa bất chấp cho việc đội Gaming có di chuyển thuận lợi hay là không. Ta muốn có một nguồn tài nguyên, Mixing này bắt lại, đây là một pha giữ chân, một cú án tự khá đẹp. Aki đang trong thế thượng phong, anh ta quay trở lại với bóng ma kỵ sĩ, nó không trúng ai cả. Và ta đã phải nằm xuống màn cho Mixing. Một cú bóng ma kỵ sĩ vào hư vô. Và vẫn có thể có khả năng thay đổi được. Kanavi là người tới, sớm hơn Aki cũng là người tới. Tichy chạy, anh ta hút ngược hai người. Aki lao thẳng vào, bảo ta sẽ bật lên. Aki đây là người chống giữ, anh ta rút ra một nhịp tuyệt mệnh được dùng. Kanavi rút đi, Yaga là người tới, bắn vào người Aki. Aki trừng phạt thôi lại một đường ống, Yaga đã phải nằm xuống. Rimi cũng có mặt ở đây, tấn công vào Yaga, pha xoáy lên sẽ bắt được hai thành viên. Nhưng Missy cũng là người tới tiếp theo. Và bên phía của Jinok mình có được thắng lợi. Rimi chúng ta thấy rõ ràng không? Trong cái 3 vừa rồi, đây là một con Corki được nhường tài nguyên và hốt ở khu vực đường dưới đang ở mức độ hiệu quả. Và hãy nhìn kìa, Creamy bây giờ không có tốc biến thì làm sao sống đây. Vốn một cho Jingdong Gaming, đường dưới lấy được cái trụ đầu tiên mà không cần tới con sứ giả. Ui, là một cái điều kiện đủ để giúp cho phía của OMG phần nào đó giữ được thế trận thời điểm hiện tại. Aki đang vòng ở tuyến sau tìm kiếm ai đó, đó là Mixing. Đạp Mixing về và Mixing hốc án tử vào người của Sanji. Sanji bị kéo người trở lại, anh ta quay người trở lại. Sanji làm gì vậy? Không ai cả, anh ta có gặp nút của cầu và cầu giúp cho Sanji vẫn sinh tồn được. Và vừa rồi thì không tông trúng được ai và không, thậm chí là không ép được tốc biến của ai cả. Tốc biến lên làm choáng tiếp cận và bắn sẽ giúp rất đầu đến từ 369. Họ có được mạng, Yaga có được mạng và Mayasajin cũng có được mạng hạ gục. Bên phía của Jingdong có và giành ra thắng lợi hoàn toàn. Một tình huống xử lý rất tệ đó từ Sanji, tôi không hiểu ta mới làm cái gì trong tình huống vừa rồi. Tại sao khi là sát thương như thế này thì nên có được món trang bị chất lượng hơn với một lượng sát thương phép khổng lồ, ăn được rồng. Liệu Aki chạy được không? Bóng ma kỵ sĩ Yaga quyết định là dí theo với cái hàng cỏ trên người, làm chậm giữ chân lại quá nhiều bộ kỹ năng của Aki. Aki có tất cả mọi thứ, nhưng cái vấn đề là anh ta mất hết tất cả chỉ sau một pha cố gắng nỗ lực ăn rồng. Anh ta có tất cả mọi thứ và anh ta có tất cả bất kỳ chiêu thức nào mà Yaga tung vào người của anh ta. Rồng đến từ một cái quả cầu nó cũng không đủ lớn để bạn có thể khoan được tình đông bắt Kanavi à. Liệu có hiệu quả không? Đây chiêu cuối được tung ra, quăng lồng đèn và lùi về được. Aki vẫn kịp có được con cua trước khi bị đối thủ đánh mạnh mẽ hơn. Nhưng thật sự mình thấy nhìn con Kanen đang vòng nha. Con Kanen đứng đợi, không có chiêu cuối của Kanavi, nhưng nếu như Kanavi bắt được hồn thì vẫn sẽ là một trong những con Vigo cực kỳ khó chịu. Mixing bắt đầu án tử không trúng, đang định câu kéo Sanji, đang muốn quay trở lại tấn công. Mixing này rất yếu nhưng Sanji đã bị dụ. Sanji dứt điểm được hỗ trợ, nhưng liệu Sanji có chạy về không? Sanji vẫn chạy về được. Người bị dụ chính là Mixing. Anh ta cố gắng ta bay chiêu nhưng anh ta bay hơi lố và anh ta đã phải nằm xuống. Nhưng để có thể tìm được một cái góc gọng kìm tốt hơn, và đây là góc rất quá đẹp rồi. Yagao cầm sẵn có hàng trên người, rồng đang được ăn. Apple mất rất nhiều máu, Yagao bắt đầu lao thẳng vào. Và cả 369 cũng như vậy, cô thổ vào đồng đội của mình. Và Apple vẫn đang bắt được ở đứng sau, tuy nhiên bên phía của Jingdong là đội có được mạng, đội họ có được mạng luôn. Đánh đang thông đồng, đây là chuyến đầu đêm định mệnh. Và Apple nằm xuống ngay lập tức, bên phía của Jingdong quét sạch hoàn toàn và họ có luôn con rồng thứ 3 dành cho mình. Rồi khi đứng trước hàng thông đồng thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được một con Jin bắn được trên tòa bản đồ và một con bắt được hay không, để liệu dứt điểm đây không. Đây câu trả lời hiện tại là vẫn chưa. Yagao còn tốc biến, Yagao hình như không muốn bỏ tốc biến ra để mất cái tốc biến đấy. Thả ok, pha nó mất mạng nó vẫn hợp lý hơn tí xíu.
bởi Yagao cả. Pokemon đang bị trên người của Yagao. Ui, Aki đi đâu đấy? Và đây là Aki, anh ta có di chuyển, anh ta có thể dùng tổ thành để có thể lùi về. Cố gắng kích hoạt cho mình là võ người hủy diệt, nhưng Ba Sa Chín đã tới tiếp cận mọi người. Aki bật luôn cả bao sấm sét, dùng bóng ma kỵ sĩ nhưng có Missing ở tuyến sau tốc hành được bật, và Aki không thể nào về được. Ba Sa Chín là người có được màn ngục trước thêm con rồng của bài đấu. Bên phía của OMG khai thác bằng cách là đẩy người ra khu vực đường giữa, và họ lấy được trụ hai khu vực đường giữa, gỡ lại được một lượng tiền, nhưng khiến cho OMG một phần ở đó cũng sẽ hơi ngại. Bom bóp tung ra vẫn còn đó một nửa. Yagao đang liên tục có những pha rờ rất khó chịu. Ai bộ không dám đưa mặt ui vậy, nhìn cái đó sao mà chịu nổi. Creamy còn không chịu nổi nhiệt nữa mà. Baron đã có cho bên phía Jin Dong Gaming quyết định hút, quyết định gây sát thương và dứt điểm được Kennen. Aki hình như muốn đánh tiếp, anh ta đang muốn sử dụng bóng ma kỵ sĩ, tung ra bóng ma kỵ sĩ hấp được hỗ trợ về, lao vào đánh là Kanavi. Ánh trăng cho lối tung ra, nó trúng vào người của cô thì phải, chứ không mang lại những gì cả. Ngược lại, Kanavi đã dứt điểm được xạ thủ đồng nghiệp, anh ta đang quậy khá nhiệt. Anh ta vẫn còn đó là rất nhiều yếu tố để có thể giành chiến thắng trong pha tranh, đó là giáp thiên thần. Yagao đang sử dụng đồng hồ, hốp tóc, xin lỗi các bạn là hốp, sử dụng tất cả những gì có thể để bắt được đối thủ, và ta có được màn hạ gục. Liên tiếp là những màn hạ gục cho bên Jin Dong Gaming, và họ đang lợi hơn. Với bộ lợi đồng hướng nữa thì không có gì thể cản cho Jin Dong Gaming cả, họ sẽ có được cái trụ thứ ba khu vực đường giữa, và tôi nghĩ xa hơn nữa có thể là ván thi đấu này rồi. Vì Baron trong tình huống vừa rồi đó thuộc về bên phía của Ui, và Aki mất rất nhiều máu sau tình huống tông biến và gây sát thương. Zenji cũng bắt buộc phải chạy, và tên lửa định hướng vừa rồi nó không chuẩn xác, nên tạm thời thì lượng máu của Zenji vẫn còn đủ để giúp anh ta có thể lùi về. Nhưng đợt lính Baron này có thể sẽ lấy đi được 1-2 công trình, họ đã bảo đi trụ một bảo vệ nhà chính và ép đồng hồ của Zenji. Người đứng đợi là Kanavi và dịch chuyển tới đến từ bên phía của Ba Sao Chín. Bên phía của Zidong sẽ quyết định kết thúc ván đấu chăng, họ lấy đi trụ hai bảo vệ nhà chính, họ bắt đầu quay ra và đánh nhau chăng. Hớp là người bị tấn công, Hớp tạm thời lùi về một nhịp. Phía bên kia Ba Sao Chín lao thẳng vào áp lực và có được màn gục, đó chính là vị trí của Apple, nhưng anh ta cũng phải nằm xuống ngay lập tức. Vẫn còn Yagao ở phía sau, và chiêu cuối bảo sắp xét đã được hồi lại. Bên phía của Zidong của mình có được thắng lợi trong ván đấu đầu tiên. Một ván thi đấu mà có lẽ như Jin Dong Gaming họ đã thắng ngay từ trong những giai đoạn đi đường rồi, họ đã thắng ngay từ thời điểm mà những pha tranh đầu tiên rồi. Nó mở đầu bằng...